Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay mình đang có mặt ở tại cửa hàng xe gắn máy Mai Duyên, một cửa hàng xe tổng hợp nha. Địa chỉ là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Thì đây chính là tuyến đường Triệu Nương nè các bạn. Số 67 đường Triệu Nương nha. Từ trung tâm thành phố Sóc Trăng về đây mất khoảng chừng 5 cây số đi đường thôi. Hôm nay thì thể theo cầu của một bạn cũng đã yêu cầu mình vài lần luôn rồi, là mong mình cập nhật lại giá dòng xe quay Thái, đặc biệt là cái màu đen. Đây là bạn Huy nha. Bạn Huy, hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2022 nha. Bạn nào muốn mua xe thì cứ liên hệ với, đây là Duy, còn đây là Huy. Còn một bạn nữa, bạn Mai đang chuẩn bị đi công tác rồi. Hôm nay thì mình sẽ cập nhật lại giá dòng xe quay Thái cho các bạn, đặc biệt là cái màu đen. Bạn thì thôi mình quay luôn cho các bạn hai màu. Không phải là hai màu mà là hai phiên bản, bánh căm và bánh mâm luôn. Đó. Quay Thái ở đây nè các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ có đầy đủ màu. Còn đây, mình đã chuẩn bị sẵn cho các bạn hai chiếc phiên bản màu đen ha. Đây là chuẩn bánh căm. Chuẩn bánh căm nha, còn bên này là chuẩn bánh mâm luôn. Và đặc biệt hơn nữa là nó bằng giá nhau. Đó, nó bằng giá nhau luôn nha. Các bạn thích phiên bản nào thì mình cứ lấy phiên bản đó. Tại vì có bạn thích bánh căm, nhưng mà sẽ có bạn thích bánh mâm. Ha. Giá hôm nay mới nhất là 83 triệu. Rồi, chính xác. Giá hôm nay là 83 triệu nha các bạn, cho cái màu đen này, bánh căm và bánh mâm luôn. Hôm nay thì mình sẽ chỉ báo giá cái phiên bản này thôi, là vì theo cầu của một bạn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết lại hai cái màu này cho các bạn xem nha, xem là nó khác nhau ở chỗ nào. Về phía trước thì nó y như nhau thôi, đều là một cái màu đen bóng hết. Phía trước mặt nạ là có hai con ốc ha. Hai ốc này ở trong đó, nó sẽ có một cái miếng bát, biết chi không, để mình bắt cái gỗ ở đây nè các bạn. Quay Thái thì đặc biệt là có bắt cái gỗ ở đây. Mà bắt cái gỗ á là mình sẽ cần thêm một cái bát trong này nè, rất là cứng và chắc. Và cái gỗ thì rất là dày ha, của đúng Quay Thái luôn nha các bạn, Honda Thái luôn nha, chứ không phải là hàng chợ đâu nha. Phía trước, rồi xuống dưới này. Khi mà xuống dưới này nữa thì đương nhiên rồi, bên này là bánh căm, mình còn gọi là vành nan hoa đó các bạn, bánh căm và thắng đĩa. Bên này là bánh mâm ha, trong tiếng trong Nam mình gọi là bánh đúc, ở ngoài Bắc gọi là bánh mâm. Thực ra là mình nói ngược đó, trong Nam gọi bánh mâm, ngoài Bắc gọi là bánh đúc ha. Rồi, bắt đầu tới phần phía sau nè. Cái phần này thì tem vẫn là tem dán bình thường thôi, chữ Honda đó các bạn, hai bên nó đều có hết như thế này ha. Cụm đèn y như nhau nha. Bắt đầu xuống tới đây, cụm động cơ tất nhiên rồi là phải xài chung ha. Rồi cái bô này là đặt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, là phải giống hệt nhau luôn. Tuy nhiên khi mình bước lên đây thì bắt đầu nó có sự khác biệt. Tại vì bánh mâm á, thường là Honda Thái Lan á, hay đi chung với những cái phần màu đỏ, như cái ốp đồng hồ nè ha, màu đỏ, ốp ổ khóa nè, yếm này và phần yên này là màu đỏ, trong khi bên kia là một màu đen tuyền từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Cùng với đó là phía sau này là tem, này là tem dán. Đó. Quay 125i, cũng là quay 125i nhưng mà tem dán các bạn. Phần tem này nó sẽ to và dài xuống đây ha. Trong khi á, bánh mâm á, nó là tem 3D, tem nổi nha. À, chữ quay nè. Đó, hôm nay mình làm lại vấn đề này cho các bạn xem cho nó kỹ hơn nha. Yên đỏ, bên kia là yên đen nha, bánh mâm. Rồi xuống dưới này, chúng ta sẽ có một đôi phục si. Phục này thì có vẻ nó trông nó rắn rỏi hơn, nó cứng chắc hơn. Qua cái lò xo này, mình thấy không, nó dày hơn ha, nó đang dày hơn các bạn, và phục si. Còn bên đây á thì bánh căm á là phục sơn đen, và cái lò xo nó sẽ có phần thưa hơn các bạn. Đây, thưa hơn nha ha, nó thưa hơn nhiều. Rồi bánh căm thắng đùm sao, bánh mâm thắng đùm sao. Bánh căm thắng đĩa thì nó sẽ là có chữ Siamusi nha các bạn ha. Cửa hàng bao cho các bạn luôn, cam kết đúng chuẩn từng con ốc, chỉ cần có lệch một con thôi cửa hàng sẽ tặng xe cho mình, ok chưa. Đây Siamusi ha. Đó, đây là phiên bản năm sản xuất là 2022 nha các bạn, để mình xem cái dashboard cho các bạn coi ha. Đây
Đây là số 30, 35, 22, tức là tuần thứ 35 của năm 2022. Đó, nó cũng gần gần cuối cuối năm đó các bạn ha. Rồi, xem Goshi nha. Rồi các bạn xem luôn bốn ốc này nè. Mình có nói rất nhiều vấn đề này rồi nha. Bốn con này nó sẽ không giống nhau nha các bạn ha. Nó sẽ có một con khác thì đó là đúng chuẩn quầy thái đó các bạn. Các bạn nhìn kỹ con này, số 10. Đó. Nè, số 1 nè, số 0 nè ha. Mình tạm gọi như vậy ha, trong khi con này nó như vậy. Ba con còn lại nó đều như vậy hết các bạn. Đó, trên này cũng vậy. Bánh mâm và bánh căm đều như vậy hết. Bốn con này sẽ có ba con giống nhau là như thế này. Đó, còn con này là con số 10. Như vậy đó các bạn, là đúng chuẩn quầy thái nha. Ha. Ốc này cũng số 10 nè. Tuy nhiên bốn con ốc ở chỗ có bọc sơn là như vậy đó. Rồi lóc và lóc sơn đen ha. Cần số giò đạp nó vẫn còn ở trong cái cốp này. Chiều cao nguyên xe cực kỳ thấp nên các bạn cứ yên tâm nha. Và trọng lượng nó chỉ có 105 kg thôi. Đó, đây cốp 18 lít. Có thể nói là siêu to khổng lồ đối với chiếc xe số phổ thông ha. Gương nè. Cần số nè, giò đạp trong này luôn. Đó, sách hướng dẫn sử dụng có hết trong này. Cái cốp này mình có thể lấy vừa một cái nón bảo hiểm 3/4 là thoải mái luôn. Bình xăng này tới 5,4 lít đó các bạn. Đây, ốc số 10 hết nè ha. Ốc số 10 hết. Rồi, bên này. Về cụm công tắc thì y như nhau rồi. Đồng hồ cũng vậy. Rồi ổ khóa cũng vậy ha. Hai chìa. Cái phần này á, nó là màu trắng nha. Ha, chứ không phải là màu bạc giống phu trời Việt Nam đâu. Đó là sơn trắng, mình sẽ mở yên trên này luôn các bạn ha. Đó vậy nè. Đó. Tích hợp yên cho nó luôn rất là tiện. Rồi, bên này là bánh mâm. Các bạn xem nè ha. Cũng vậy, mở yên đây nha, hai chìa nè, màu đỏ. Thì cái chiếc bánh mâm á lúc nào nó cũng nổi bật bởi cái sắc đỏ trên xe ha, từ phần yên cho đến là phần bẩn, phần yếm. Rồi, vành. Đối với bánh mâm á thì vành phải là vành có nút nha các bạn. Để mình cho các bạn xem cái đát cái ha. 29/22, tức là tuần 29 của năm 2022 nha. Rồi, ốc cũng vậy. Con này số 10, và lưu ý nha, trên này là số 10 nè. Ba con còn lại vị trí này là bình thường. Như thế này. Ha. Đó. Chỉ có con ngay chân phuộc nè, nó mới là số 10 thôi. Nó kỳ cục vậy đó. Ha, rồi. Vành là vành có nút như thế này. Đúng chuẩn ngoại thái nha. Cái gáy chỗ này nè các bạn, nó sẽ dày hơn. Nó dày hơn so với cái mâm phu chợ Việt Nam. Mâm phu chợ mình thì cũng giống hệt dày, nhưng mà cái gáy chỗ này nè các bạn, nó mỏng hơn chút, nó không được to vậy đâu. Cái này nè, nó to hơn, có nút ha, mà nó to hơn chỗ này nè. Nhìn thấy nó cứng hơn. Đó, là như vậy thôi. Nước sơn là ok rồi. Nước sơn thì rất là đẹp. Nó không bóng mà nó cũng không mờ, nó kỳ kỳ lắm. Nó nhám nhám mờ mờ nó làm sao á. Mà mình càng chạy lâu á, cái nước này nè nó càng đẹp các bạn. Nước sơn này nè nha. Mà thợ sơn Việt Nam hay thợ sơn ở đâu không biết, khó lắm mà sơn nhái được cái nước sơn của cái vành này. Rất là khó nha. Đó. Nó có kim tuyến luôn nha các bạn. Xài lâu á, mình lau chùi mình sẽ thấy kim tuyến. Rồi. Còn gì nữa không ta? Mình xem kỹ lại phần chữ quầy thái nè. Đó, đúng chuẩn bánh mâm là như thế này ha. Cái thế hệ mà 2021 trở về trước á, thì cái ốp này nè, nó không đỏ đâu ha, mà nó đen luôn giống vậy. Rồi phần này nè, cái phần này mới là đỏ nè các bạn. Nó làm ngược lại ha. Bây giờ cái chỗ này là đen nè. Nói chung là nó thay đổi chút xíu thôi. Ra cái phiên bản 2022 rồi. Còn về cái đời 2023, hôm rày có nhiều bạn hỏi mình sẽ cho thông tin các bạn. Khi nào xe về, mình lập tức có video cho các bạn liền. Các bạn nhớ nè, chưa chắc cái đời 2023 nó sẽ được chuộng hơn cái đời này nha. Các bạn lưu ý ha. Ở Việt Nam mình lúc nào cũng vậy, xe mới ra là xe cũ sẽ bị tìm đó. Mình nói như thế không phải để mình á, là xúi các bạn mua dòng xe này. Tuy nhiên là thế hệ 2023 mình đã thấy rồi, nó thay đổi phía trước này. Cụm động cơ phía sau
đặc biệt là cụm động cơ là hoàn toàn mới, khác hẳn với cụm động cơ này. Đó, cũng đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 nhưng mà động cơ mới tinh luôn nha. Rồi, đồng hồ thì mình thấy là vẫn giữ nguyên thôi. Khi nào xe về thì mình sẽ có lập tức có video cho các bạn liền. Bây giờ là mình chưa có thông tin luôn, chưa có thông tin. Các bạn lưu ý ha. Đã có rất nhiều bạn hỏi là anh ơi, đời 2023 về trưa. Anh ơi, đời 2023 về trưa. Rất là nhiều bạn hỏi rồi. Nhưng mà bây giờ mình chưa có thông tin các bạn. Cửa hàng chưa có thông tin gì hết ha. Tất nhiên là cửa hàng cũng sẽ nhập về để phục vụ cho các bạn. Nhưng bây giờ thì chưa ha. Chưa. Và cũng đương nhiên rồi, sẽ có những bạn thích cái mẫu này, thích cái hình hài như vậy. Thật sự mà nói thì Honda thiết kế chiếc xe này á, gần như là hoàn hảo. Tức là nó đẹp mà không có chỗ nào để chê được. Cho nên là thế hệ mới á, mình thấy Honda cũng tinh chỉnh một chút xíu thôi, chứ không dám thay đổi quá nhiều. Tại vì thực tế thiết kế này nó đẹp quá rồi ha. Tinh chỉnh không đúng á, là bị người dùng quay lưng liền. Mà quay lưng thì các bạn đã hiểu rồi đó, những phiên bản cũ này nó sẽ lập tức bị lên giá liền ha. Đây, bánh cầm thắng đĩa, bánh mâm thắng đĩa ha. Giá hiện tại là 83 triệu bằng luôn. Thích phiên bản nào mình cứ chọn phiên bản đó. Tại vì bánh màu đen mà bánh cầm các bạn là bỏ mẫu nha, hết luôn rồi đó. Nói chung thì bỏ mẫu hết luôn rồi. Nhưng mà cái màu á, cái màu đen bánh cầm này mình thấy là bỏ luôn đó các bạn, không còn. Mẫu mới ra là không có màu đen hay sao á. Rồi, mình nhìn lại một số những cái màu khác ở đây. Rồi mình sẽ kết thúc video nha. Màu xanh xám, xanh mờ đó các bạn. Màu xanh biển, màu bạc. Rồi màu xanh giống phu chờ nữa nè. À, màu trắng trong này. Cửa hàng sẽ có ship xe toàn quốc. Bây giờ các bạn không cần phải chuyển khoản 100% nữa đâu. Chỉ cần đặt cọc thôi. Từ 20 cho đến là 30 triệu. Thì mình sẽ được nhận xe. Sau khi nhận xe mình sẽ trả phần còn lại cho người thu hộ, hoặc là chuyển khoản cho cửa hàng phần còn lại. Ok chưa? Ha, ship xe toàn quốc nha các bạn. Bây giờ mình sẽ kết thúc video nha. Xin chào các bạn.